Thưa quý vị và các bạn, nằm bên con đường chính huyền thoại có một mái trường đã in đậm trong bao thế hệ học trò những ký ức không thể phai mờ, đó là trường phổ thông trung học Thanh Lâm. Từ trong gian khó của những năm tháng vừa học vừa làm, nhà trường đã lập nên nhiều thành tích và đã được Đảng và Nhà nước phong tặng đơn vị anh hùng lao động. Nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường, truyền hình Quảng Trị xin giới thiệu phóng sự sau đây. Trong dòng chảy ký ức của mỗi con người, có lẽ những tháng năm không thể phai mờ đó là thuở cấp sách đến trường. Không nằm ngoài quy luật đó, 30 năm trôi qua, mái trường phổ thông trung học Tân Lâm đã để lại trong nhiều thế hệ thầy cô giáo và học sinh những kỷ niệm khó quên. Cách đây vừa tròn 30 năm, ngày 28 tháng 11 năm 1975, buổi khai giảng đầu tiên đã khai sinh ra mái trường vừa học vừa làm trên mảnh đất Vĩnh Linh lũy thép. Sau 2 năm học và làm, trường lại được chuyển lên vùng đất mới Tân Lâm, huyện Cam Lộ. Vậy là trên những địa danh đường 95 Lào, cứ điểm 241, lừng lẫy chiến công của ngày hôm qua, lại có thêm một mái trường xã hội chủ nghĩa. Cũng chính từ đây, thầy và trò trường Tân Lâm bắt đầu một cuộc trường chinh mới đầy cam go, thử thách. Vừa học nhưng lại phải vừa làm. Sau tiếng trống tan trường là tiếng kèn vào ca, thầy và trò rời tay phấn, tay bút là trở thành người công nhân đảm nhận chăm sóc mỗi vườn tiêu, hàng dứa. Học trò của trường thuở ấy phần lớn được sinh ra trong những gia đình khó khăn, không có điều kiện để theo học ở những nơi khác. Từ trong nghèo khó ấy, họ lại đến với nhau để thêu dệt nên trường, nên lớp. Vì thế có thể nói, đây là nơi nuôi nấng, dạy dỗ, là mái trường của học sinh nghèo hiếu học. Một buổi học, một buổi làm, thầy và trò phải tự lo cho cuộc sống của mình. Chao ôi, tuổi học trò thần tiên lớn lên trong màu áo trắng trinh nguyên, nhưng bao thế hệ học trò ở đây lại lớn lên trong màu áo công nhân. Nét bút, bàn tay chai sạm đi bởi cây liềm, cây cuốc. Nhưng cũng chính từ trong gian khó đó đã làm cho người ta trưởng thành hơn. Vừa học vừa làm, nhưng chất lượng giáo dục của nhà trường không thua kém các trường bạn trong tỉnh. Hàng năm, tỷ lệ học sinh của trường thi đỗ vào đại học cao đẳng đạt từ 17 đến 20%. Người học trò cũng là người công nhân. Học trò học được kiến thức sách vở lại được áp dụng ngay vào thực tiễn. Đạo đức của người học trò được luyện rèn bằng mồ hôi của người lao động. Ghi nhận thành công từ mô hình này, chỉ 10 năm sau ngày thành lập, trường đã được đón nhận nhiều danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước, huân chương lao động hạng nhì rồi hạng nhất, đặc biệt là danh hiệu đơn vị anh hùng lao động. Nổi bật của trường Tân Lâm, theo chúng tôi nghĩ là đã kết hợp giữa nhà trường với nông trường là một cơ sở sản xuất lớn theo chủ nghĩa để tiến hành cái giáo dục và thực hiện cái nguyên lý giáo dục của Đảng là học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội. Và chỉ sau 10 năm khi thành lập và 8 năm là khi kết hợp với Tân Lâm thì nhà trường đã trở thành một cái mô hình giáo dục mới. Cái mô hình này không những là ở trong tỉnh mà nó có cái vị trí cả nước đã được nhà nước công nhận. Chính vì thế, năm 1985 thì nhà trường đã được nhà nước phong tặng là danh hiệu anh hùng lao động và được thưởng huân chương lao động hạng nhất. Có thể nói cái thành tích này ấy, là một cái thành tích của thầy và trò trường Tân Lâm, nhưng mà cái vai trò của lãnh đạo nông trường, của công nhân nông trường, sự cố gắng toàn diện đoàn kết giữa hai đơn vị cũng một cái nhân tố hết sức quan trọng. Và đây trở thành một cái sự kết hợp mẫu mực trong cái mối quan hệ giữa nhà trường và một đơn vị kinh tế. Thêm một lý do nữa mà mái trường này đạt danh hiệu anh hùng ấy là không chỉ cùng gánh vác khó khăn với ngành giáo dục trong những ngày đầu giải phóng, mà vào những năm 1978-1979, khi biên giới phía Bắc và Tây Nam của Tổ quốc lấp ló bóng quân thù, biết bao học trò, giáo viên của nhà trường đã viết đơn tình nguyện lên đường.
Tổ quốc chưa yên thì làm sao vững tâm học hành, ra còn đến thì còn phải ra đi. Tổ quốc thân yêu đã gọi đến tên mình, kính chào mẹ, con lên đường ra trận. Dù thời gian qua nhanh, mỗi thế hệ giáo viên học trò có tỏa đi muôn phương cũng không thể nào quên những năm tháng gắn bó với Tân Lâm. Những thầy giáo, cô giáo từ mái trường vừa học vừa làm ra đi, nay dù chuyển sang một cương vị mới cũng rộn ràng trong ký ức bao nghĩa thầy tình bạn, day dứt với nơi rèn luyện nên nhân cách của biết bao con người. Khoảng thời gian hơn 15 năm tôi ở cái mái trường Tân Lâm đó, từ cái ngày mà sau giải phóng thì đã để lại cho tôi rất là nhiều cái ấn tượng và nhiều cái kỷ niệm sâu sắc của cái cuộc đời làm người thầy giáo của tôi. Phải nói cái ấn tượng đầu tiên khi tôi mới đặt chân đến trường thì điều đầu tiên đập vào mắt tôi đó là cái tình cảm của những học sinh cũng đáng còn bỡ ngỡ như tôi ở trong những cái ngôi nhà bạc, và thầy và trò chúng tôi cũng ở trong những ngôi nhà bạc đó. Phải nói là đó là ấn tượng đầu tiên của những ngày đầu tiên mà tôi đi làm thầy giáo, mặc dù là ở nơi đô hội và sau đó thì về cái miền núi để giảng dạy, nhưng tôi cũng xác định được cái từ đầu và tôi không có một cái băn khoăn nào cả. Nếu không có cái mô hình trường học tôi vừa làm Tân Lâm được hình thành thì chắc chắn các em ở những miền quê nhà đó không đủ điều kiện, vào cái thời điểm đó không đủ điều kiện để mà có thể học tập được. Và cho đến hiện nay thì tôi xa mái trường 13 năm nhưng vẫn có những học trò bây giờ đã thành đạt cũng đã nói với tôi như thế này là nếu không có trường, không có những người thầy tâm huyết ở cái trường Tân Lâm đó thì bây giờ các em không có được cái con chữ trong đầu. Các em nói rất là mộc mạc, dùng cái từ gọi là con chữ trong đầu, mà nếu không có con chữ trong đầu thì các em sẽ không trưởng thành được. Tôi nói cái ý trưởng thành đấy là trưởng thành cách toàn diện, cả về trí tuệ, cả về kinh tế và kể cả cái tình cảm cuộc sống của cái gia đình các em đó. Người thầy giáo Võ Hàng của mái trường vừa học vừa làm Tân Lâm thủ ấy, hay nhiều học sinh khác giờ đã là những người cán bộ chủ chốt trên các lĩnh vực công tác khác của mọi miền đất nước. Hoa có thơm mới mong quả ngọt. Chính họ là thành quả mùa vàng học tập lao động của mái trường Tân Lâm. Từ trong ký ức xanh thẳm của mái trường anh hùng phổ thông trung học Tân Lâm đã chuyển hóa nếp nghĩ, cách làm, quyết tâm hiến dâng của nhiều thế hệ học trò hôm nay. Sinh ra trong một gia đình mà bố, mẹ cũng trưởng thành từ mái trường Tân Lâm, cô giáo Trần Thị Hồng Thắm nuôi giấu trong mình một ước nguyện nối gót cha anh, tiếp tục vun đắp và dựng xây sự nghiệp chồng người nơi đây. Điều kỳ diệu đã đưa ước nguyện của Thắm trở thành hiện thực. Cô học trò thuở nào giờ là giáo viên của mái trường phổ thông trung học Tân Lâm. Là một học sinh mà trước đây đã từng học ở trường này và bây giờ là được lại được dạy ở trường này thì cảm giác của em rất là vinh dự và em cũng muốn góp hết tất cả những cái sức lực của mình và sẽ cố gắng để giảng dạy cho các em. Em muốn nói với cả các học sinh đang học hôm nay là hãy nối tiếp những cái truyền thống mà trường chúng ta đã đạt được và hãy cố gắng hơn nữa để đạt được nhiều thành tích cao hơn. Dâng hiến để dựng xây vun đắp, đây là tâm nguyện rất dễ nhận thấy trong những ai đã từng trưởng thành từ mái trường này. Cái gốc của sự học xưa nay là để làm người. Chính đây cũng là truyền thống quý báu của trường phổ thông trung học Tân Lâm. Mỗi một thế hệ học sinh, giáo viên của trường vẫn ngày đêm miệt mài nối tiếp truyền thống đó làm hành trang cho mình. Ký ức và truyền thống sáng ngời của nhà trường đang được bao thế hệ học trò hôm nay vun đắp và phát huy. Được sinh ra lớn lên trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng, được học tập dưới mái trường phổ thông học Tân Lâm có bề dày truyền thống, em rất là tự hào. Là thế hệ học sinh thứ 30, chúng em xin nguyện sẽ gắng công học tập, rèn luyện đủ đức đủ tài để xứng đáng với công ơn của thầy cô giáo và truyền thống của nhà trường. 30 năm đã trôi qua với 3 lần thay đổi tên gọi: trường cấp 3 vừa học vừa làm Vĩnh Linh, trường phổ thông trung học vừa học vừa làm Tân Lâm,
rồi đến năm 1990 lại được mang tên Trường Phổ thông Trung học Tân Lâm. Mỗi một tên gọi là mỗi một giai đoạn lịch sử đầy cam go, thử thách. Những năm 1991-1992, trường tiếp nhận thêm khối học sinh cấp 2 được tách ra Cam Thành. Đây cũng là thời điểm nhiều địa phương có số lượng học sinh bỏ học rất lớn. Trước tình hình đó, chi bộ và ban giám hiệu nhà trường nhanh chóng nắm bắt tình hình, kịp thời vận động học sinh, động viên đội ngũ thầy cô giáo bám trường, bám lớp, giữ vững con số của từng năm học. Khẩu hiệu "Vì ngày mai lập nghiệp" đã được mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà trường tiếp nhận và biến thành niềm say mê. Vì thế, dù ở giai đoạn khó khăn nào, Trường Phổ thông Trung học Tân Lâm cũng vượt qua, xứng đáng với danh hiệu anh hùng. Giữ vững truyền thống tốt đẹp đó của nhà trường là nhờ vào đội ngũ thầy cô giáo tận tụy với công việc, yêu nghề bao nhiêu, càng yêu người bấy nhiêu. Lương tâm và trách nhiệm làm kim chỉ nam cho mỗi giáo viên khi bước lên bục giảng. Cùng với sự thiết lập mối quan hệ chặt chẽ trong thời kỳ mới, nhà trường, gia đình và xã hội, chất lượng đội ngũ giáo viên được nâng cao, cơ sở vật chất kỹ thuật được cải tiến toàn diện, đã đưa công tác giáo dục của nhà trường lên một tầm cao mới. Chỉ tính riêng trong năm học gần đây nhất 2004-2005, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học đạt gần 95%. 12 học sinh đạt giải học sinh giỏi của tỉnh ở đều các môn học văn, toán, lý, hóa và tin học. Nhiều giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua và nhà trường đạt tiên tiến cấp tỉnh. Song kết quả lớn hơn những con số đó là bao thế hệ học trò từ mái trường này đều nhanh chóng thích nghi với cuộc sống, đáp ứng yêu cầu mong mỏi của xã hội. Đây là nền tảng cơ bản để Trường Phổ thông Trung học Tân Lâm hướng đến mô hình giáo dục toàn diện trong thời kỳ mới. Trân trọng và tự hào về mái trường có bề dày truyền thống 30 năm, đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh của nhà trường thế hệ hôm nay quyết tâm dù trong hoàn cảnh khó khăn hay thuận lợi cũng thực hiện tốt chủ trương đường lối giáo dục của đảng, của ngành. Trước hết là phải coi trọng giáo dục đạo đức học sinh, phải xây dựng một trường học là nề nếp kỷ cương, phối hợp với các lực lượng ngoài nhà trường, với phụ huynh, với các tổ chức đoàn thể để là giáo dục là con em, giáo dục học sinh là tốt. Thứ hai, nói đến giáo dục chất lượng là nói đến cái chất lượng giáo dục văn hóa, đó là cái chất lượng mũi nhọn, phải thi đua dạy tốt học tốt để là hoàn thành cái chất lượng của là năm học, mà đó cũng chính là cái hoàn thành cái nhiệm vụ của nhà trường. Việc thứ hai là muốn đẩy mạnh cái chất lượng giáo dục toàn diện thì phải là xây dựng cái đội ngũ cán bộ giáo viên yêu nghề, yêu người, một đội ngũ đoàn kết, thương yêu, tôn trọng lẫn nhau. Về phía nhà trường thì phải tạo mọi điều kiện để cho cán bộ giáo viên được học tập, được nâng cao trình độ, tạo mọi điều kiện để cho đội ngũ lao động sư phạm có hiệu quả. Gần 1/3 thế kỷ với sự nghiệp chồng người đã trôi qua, mỗi một cán bộ giáo viên của nhà trường hôm nay vẫn không thể nào quên những năm tháng gian khổ vừa học vừa làm. Những năm tháng gian khổ ấy không chỉ là ký ức mà trở thành ngọn lửa soi sáng cho biết bao thế hệ học trò đi qua, để hôm nay họ tiếp tục thắp sáng ngọn lửa truyền thống ấy bằng chính sự nhiệt tình say mê, tô thêm những thành tích mới trong trang sử vẻ vang của mái trường Phổ thông Trung học Tân Lâm anh hùng.